Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Anh Tuấn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm có tên gọi là nước tẩy trang dành cho da dầu và mụn. Đây là dòng sản phẩm dành cho kể cả da nhạy cảm luôn nha. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này là hàng của Pháp, xuất xứ là từ Pháp, với cái dung tích của dòng sản phẩm này là 400ml nha mọi người. Thì đây là một dòng sản phẩm nước tẩy trang dành cho da dầu, da mụn, da nhạy cảm của La Roche Posay. Đây là dòng sản phẩm có cái tính đặc trưng là hiện tại đã có mặt trên thế giới Skin Food với ứng dụng công nghệ cải tiến Glyco Micella với thành phần gồm những cái hạt micelli và glycerin. Các hạt này sẽ giúp đẩy mạnh khả năng làm sạch rất là sâu, trong khi đó glycerin sẽ làm dịu da, tăng cường độ ẩm cho da ngay lúc làm sạch và hoàn toàn an toàn tuyệt đối với những cái làn da nhạy cảm. Ngoài khả năng làm sạch sâu vượt trội, sản phẩm còn có tính năng làm dịu, chống viêm và tăng cường khả năng chống oxy hóa cho da. Cái dòng sản phẩm này là muối kẽm, và đặc biệt là kẽm thì giúp bình thường hóa quá trình bài tiết bã nhờn và hạn chế sự gia tăng của vi khuẩn gây mụn trứng cá. Cái dòng sản phẩm nước khoáng La Roche Posay, nguồn năng lượng của thiên nhiên, được sinh ra từ sự giao thoa giữa nước mưa và phấn và đá phấn nghìn năm tại nguồn nước khoáng nhiệt nổi tiếng nhất thế giới của thị trấn La Roche Posay tại Pháp. Được sử dụng lần đầu tiên trong việc chăm sóc da vào năm 1928, nước khoáng nhiệt từ làng La Roche Posay đã nổi tiếng với hàng ngàn năm vì một số lợi ích của nó mang lại cho da. Chứa một sự kết hợp đặc biệt giữa khoáng chất và thiên nhiên vi tố vi lượng, gồm các thành phần thiết yếu nuôi dưỡng cho làn da, chống oxy hóa mạnh mẽ và ngay lập tức làm dịu da và cả và giảm đi những kích ứng da. Được sử dụng cho châu Âu trong suốt thế kỷ, thích hợp cho mọi loại da và da trẻ em. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này được chứng nhận độ tinh khiết rất là đặc biệt. Đặc biệt là dòng sản phẩm này được các chuyên gia da liễu trên toàn thế giới khuyên dùng. Và kết cấu của dòng sản phẩm này là dạng nước, mang lại cho bạn một làn da sạch và được dưỡng ẩm và không hề gây là bết dính hay là khô căng. Đối tượng sử dụng khuyên dùng là dành cho da dầu, da hỗn hợp và da thiên về dầu. Kể cả da mụn và da nhạy cảm đều có thể sử dụng được. Dành cho những cái làn da có tuyến nhờn hoạt động quá độ, tức là cái tuyến nhờn hoạt động là kiểu như là nhờn nó tiết ra rất là nhiều ở mọi người. Dành cho những làn da có mụn và sưng viêm thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm này nha. Hướng dẫn sử dụng: lấy một lượng vừa đủ vào bông tẩy trang và lau hết khuôn mặt theo chiều kết cấu của da để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và lớp trang điểm. Thì đây là dòng sản phẩm chính hãng của Pháp, cũng như là dòng sản phẩm được lấy từ nguồn nước khoáng của thị trấn là La Roche Posay của Pháp, và rất là tinh khiết, được rất là nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng vào cái dòng sản phẩm này và giúp làm sạch sâu, mang lại cho da lấy đi những cái bụi bẩn và lớp trang điểm và làm sạch da. Cái sản phẩm này á không gây kích ứng và cũng như là không cần rửa lại với nước luôn nha mọi người. Đây là một chai 400ml, thì mọi người ai mà muốn sử dụng cái dòng sản phẩm này để điều trị về mụn, cũng như là giảm mụn, giảm viêm sưng trên da, cũng như là giảm các hiệu ứng là những cái làn da nhạy cảm, hay sử dụng những cái nước tẩy trang toner mà không phù hợp với da, nó dễ gây kích ứng da, nên mọi người hãy lưu ý là nên sử dụng những dòng sản phẩm đúng với cái nhu cầu của da mặt mình, chứ đừng có thấy người ta xài đẹp cái bắt đầu là mình bắt chước mình xài theo, nhiều lúc nó không có hợp với cái da của mình nha mọi người. Thì đây là dòng sản phẩm phù hợp với tất cả các loại da, cũng như là điều trị hỗ trợ trị mụn và sưng viêm rất là hiệu quả. Thì mọi người có thể là liên hệ sớm cho em qua số điện thoại là 0355 838 057, hoặc là mọi người có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít, chuyên sĩ mỹ phẩm nha mọi người.